Đây em xếp gọn nó như thế này đây các bác ạ. Bao em nó nhỏ nó chưa giãn, chỉ để được 57 cái thôi, không để được hơn. Hành trình em phương xa là bắt đầu bây giờ là lên đường là về quê. Đấy, đời du mục nó là như thế các bác ạ. Sáng đi sớm, xong lại phải về sớm. Tống Giang bảo rồi, đi sớm về sớm, xuống núi sớm về sớm. Giờ em sẽ chạy trên đường về, em sẽ ghi hình lại cho bác cái đoạn đổ đèo. Ồ, xin chào các bác nhá. Nay đọc em đóng trận đường giải các bác ạ. Em vào bên trong này em sẽ vớt cho bác xem nhá. Bác theo chân em nhá. Bát ngàn đẹp luôn chưa. Cái đầu tiên xịt rồi các bạn, cái đầu tiên vứt cho bác xem là xịt. Đây này, dưới nó cứng lắm các bạn. Đây, đường đó đây em dính rồi. Đường to nước nó khá, nó phượng thì đường nó trong. Đây đây. Cái đầy nha các bác nhé. Cái đầy. Cái hố con này em thả lèo hai phát rồi các bác này. Đấy, dần dần như thế thì các bạn nghe tiếng. Cho ra ngoài ánh sáng này cho bác ngửi. Còn một điểm 5 cái nữa. Tôi quay lốt để em về nhé các bác nhé. Xem đây.
Đây có người nha bác. Phát cuối cùng nha bác nhé. Làm phát không xịt phần nào luôn. Em chút nha các bác nhá. Con đặt cái cố định vô cái máy này đã. Đó, chút cho bác nhìn. Xem nhá. Bác xem video thấy ai cho em xin một like nhá. Hôm nay em chạy xa lắm. Ui, mày vẫn còn sống nha bác ạ. Nó mà chết thì điếng lắm. Đường này đẹp lắm các bác. Gói ống nó hòm nó lọt cái này quà mà sới quá này là không thả, nó bị phá nó ra mất. Ui, các bác nhìn thấy đường đẹp không? Chút về kia đỡ một chút, thằng nào cũng vậy. Ôi, lại ra rồi. Ý, các bác nhìn đẹp mẻ luôn không nào, mảo to là to mà bé là bé các bác ạ. Nó từng ra từng lối, nó có lối nó cũng to lối nó cũng bé. Mày quá, tạm thời vẫn chưa chết con nào.
chín cái ống này đây. Đấy, cái ống đẩy ra em nhớ từng ống mà. Cái ống nào hay được là em biết, ống nào không hay được là em biết, em nhớ từng cái luôn. Bắt cá về đấy các bác ạ. Bác cả hai nhà vẫn ở dựa ở núi nha các bác nha. Như em nhìn thấy bác cả tít rồi, vừa tít còi đấy. Nhìn đẹp quá, thích quá. Nó phải được hôm như này không chết nhiều quá. Vừa tiếc của vừa mất việc, đi rất vất vả, em đi xa lắm, hai anh em chạy xa lắm các bác không biết, đi vất lắm. Ôi ôi, em quên không bảo các bác cái ống cho mười luôn, khủng bố luôn. Đi nghề đấy, nó tuy nó vất vả nhưng đổi lại được cái tự do, cả đánh cả thả cả vớt thì nó chỉ vào tầm từng tùy theo từng chuyến đi, vào đến 2 giờ chiều là các bác về nhà rồi. Nó là như vậy, nó không cũng không. Còn các bác thả gần thì thả cho tranh thủ lúc chiều muộn. Cái nó đúng, em nói nó đúng thì thôi chứ em không có dám nói sai cho các bác. Nhưng là lại nuôi sống cả gia đình em, em đam mê lắm, em chia sẻ lên đời cho các bác. Hôm nay nó cũng nhiều cái nhiều xịt các bác ạ. Mẹ lườn mất vía luôn, em sợ luôn mẹ lườn này. Như khả năng cái này chết. Ôi mày quá, nó gặp cái ống 42 các bác ạ. Mày quá luôn. Cái này lươn bé chắc nó già. Còn nó già. Các bác chờ em tí nha, cái chỗ này nó hay nới vô lên, em hay giá rẻ đồ đuôi. Cho nên em đặt mấy cái ở đây. Đấy, xịt xịt các bác. Xịt mấy cái này. Em hay giáo dở đầu đuôi cho nên là vì nó họ hay lấy lắm, chỗ đấy em nhớ đi tuyến nào nó có điểm nào hay mất trên xe và hay mất ở bãi, mình thả mình rút được kinh nghiệm, mình rút được kinh nghiệm từ đấy rút đi, làm thế nào họ lấy trên xe vô tình lấy đúng vào cái xịt của mình đấy, nó như thế. Đấy là cái cách tối ưu cái này đời. Ông muốn hài, cháu chết mất. Ui mày quá không chết. Cái này cái lửa kết thúc các bác ạ. Đúng một cái cuối cùng luôn. Không chết. Ôi may quá rồi các bác ạ. Hôm nay đúng cụ tổ. Hôm nay cụ tổ đi vắng các bác ạ. Nguyên lươn to rồi.
mua các bác nhìn xuống phì thật đấy, đợt trên này xịt này đấy, nãy xịt mấy cái em như đầu video em nói các bác rồi đấy. Hết rồi các bác xem video thứ hai cho em xin một like, một lượt chia sẻ nha. Xin biết chào các bác, hẹn các bác những video tiếp theo. Chào các bác tại vùng núi đây, đúng tại vùng núi luôn. Đây này em thay áo rồi, áo em ướt lắm các bác ạ, em thay áo rồi, cái áo em ướt hôm nay rời nó muốn mưa, có sương mù phía đằng trước cái này em cho đấy. Em xếp gọn nó như thế này đây các bác ạ. Bao em nó nhỏ, nó chưa giãn, chỉ để được 57 cái thôi, không để được hơn. Hành trình em phương xa là bắt đầu bây giờ là lên đường là về quê đấy. Đời du mục nó là như thế các bác ạ, sáng đi sớm xong lại phải về sớm. Tống Giang bảo rồi, đi sớm về sớm, xuống núi sớm về sớm. Giờ em sẽ chạy trên đường về, em sẽ ghi hình lại cho các bác cái đoạn đổ đèo.